con trai chị đứa đầu lầm á, thì năm 84 là chị sanh nó, là chị đã bán bún bò với lại bún xào rồi đó. Là ngày xưa là tới giờ luôn, tới giờ luôn có việc gì bán? Bán hồi xưa ha, hồi xưa thì coi như là không có bán. À, nhưng mà sau này có gia đình rồi mới bán bún. Ở đây là cái quán gì, là gồm có những món gì vậy? Bán bò bún, bún xào từ đó giờ. Ví dụ ở đây gì có bao nhiêu món, là giá bán từng món như thế nào vậy chị? Bán bình thường thì 20, 25. Bán giá mềm mà, còn ai mà ăn thịt nhiều thì bán 30. Đây là không có ai giúp, phụ giúp gì cả, có chắc gì bán hả? Có mình gì vậy, có hai thằng trai mà nó có công việc của nó, vì bán có mình lúc nào mà nó rảnh thì nó phụ gì một chút. Rồi ví dụ như bê mấy nồi to lớn nặng này rồi ai bê cho gì mình làm luôn hả? Có lúc thì nó rảnh nó làm, còn có lúc mà nó không có rảnh thì gì tự làm. Dạ. Là cái nhà mình ở đây sao, vì có thấy cái vụ này giống như mình thuê nhỉ? Thuê. Dạ, rồi nhà mình ở xa đây không? Nhà gì đó, cầm chỗ đường hẻm nè. Gần đây luôn hả? Gần đây chứ. Cái bún xào này gì, xào bò với cái gì vậy chị? Heo con à. Heo ha. Bún xào là dùng thịt heo. Bún xào là thịt heo. Còn bò bún là thịt bò. Dạ. Một phần em về. Giờ đầu tiên là gì bỏ bún vô trong tô này. Đó, dì bỏ bún nó như vậy nè. Tiếp tới là dì bỏ cái đồ chua. Đó, dì cho nó nằm một bên như vậy. Ai thích ăn thì ăn, mà ai không thích ăn thì người ta lừa qua một bên. Đó, đậu phộng. Đậu phộng rồi xíu ớt. Để ngồi cho ta ăn ớt cay thêm. Rồi kế tiếp là dì bỏ đồ vô nó như vậy. Đó. Từ ai thích ăn hành, ăn giá gì thì người ta tự lừa ra. Đó, như vậy là xong. Một phần như vậy là có giá là bao nhiêu? Một phần như vậy là 25 ngàn. Ăn rau thì để gì lấy.